Hạnh nguyện tu hành của bạn đã viên mãn sẽ đắc quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Khi bạn thành Phật sẽ đạt công đức danh hiệu như vậy. Nghĩa là ác ma kia biết Bồ Tát này luôn luôn suy nghĩ, ước nguyện. Khi ta thành Phật sẽ được công đức danh hiệu như vậy theo sự ước nguyện mà thọ ký cho Bồ Tát đó. Khi Bồ Tát này xa lìa bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo, nghe ma thọ ký nên suy nghĩ, lạ thay người này thọ ký cho ta sẽ thành Phật với công đức danh hiệu cùng tương ứng với ước nguyện từ lâu của ta. Do đây nên biết chư Phật quá khứ chắc chắn đã thọ ký cho ta thành đại bồ đề. Ta đối với quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề quyết định sẽ đạt được không còn thối lui. Khi ta thành Phật, nhất định sẽ được công đức và danh hiệu tôn quý như vậy. Các Bồ Tát này như vậy, ác ma hoặc quyến thuộc của ma, hoặc các sa môn vân vân bị ma khống chế, thọ ký đời sau sẽ thành Phật với danh hiệu như vậy. Như vậy thì kiêu mạn càng tăng, nghĩ ta đời vị lai chắc chắn sẽ thành Phật, đạt được công đức danh hiệu như vậy, các Bồ Tát khác không thể bằng ta. Thiện hiện nên biết như ta đã nói, các tướng hành trạng ở địa vị bất thối chuyển, các Bồ Tát này đều chưa thành tựu, chỉ nghe ma nói thành Phật với danh hiệu hư dối, liền sanh kiêu mạn, khinh miệt, chê bai các Bồ Tát khác. Do đó mà các Bồ Tát này xa lìa quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, các Bồ Tát này xa lìa phương tiện thiện xảo của bát nhã ba la mật đa, lìa bỏ bạn lành, bị bạn ác khống chế nên phải rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này, nếu có thân này lại được chánh niệm, trí thành sám hối lỗi lầm, lìa bỏ tâm kiêu mạn, gần cuối cúng dường thiện hữu chân tịnh, thì người đó dù luân hồi trong sanh tử nhiều đời nhưng cuối cùng lại nương theo bát nhã ba la mật đa sâu xa, lần lượt tu học sẽ chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thiện hiện nên biết các Bồ Tát này, nếu có thân này mà chẳng đắc chánh niệm, chẳng thể sám hối lỗi lầm, chẳng lìa bỏ tâm kiêu mạn, chẳng ưa nương gần bạn lành chân tịnh, thì những Bồ Tát đó nhất định luân hồi trong sanh tử nhiều đời. Sau dù có tinh tấn tu tập các thiện nghiệp nhưng vẫn rơi vào địa vị thanh văn hoặc độc giác. Ví như Bí Xô cầu quả thanh văn, đối với bốn tội trọng, nếu phạm một tội nào thì liền chẳng phải là sa môn, chẳng phải là đệ tử của Đức Thích Ca. Người đó ngay hiện tại nhất định chẳng thể đắc quả dự lưu vân vân, vọng chấp hư danh Bồ Tát cũng như vậy. Chỉ nghe ma nói thành Phật với danh xuông, liền sanh tâm kiêu mạn, khinh miệt, chê bai các chúng Bồ Tát khác. Nên biết tội này nặng hơn tội Bí Xô hủy phạm bốn tội trọng gấp vô số lần. Để việc Bí Xô phạm bốn tội trọng qua một bên, tội của Bồ Tát này hơn tội ngũ vô gián cũng gấp vô lượng lần. Vì sao? Vì các Bồ Tát này thật sự chẳng có các công đức thù thắng, nghe ác ma nói về việc thành Phật và danh tự hư thối, liền kiêu mạn khinh chê các Bồ Tát khác. Do đó nên tội này hơn tội ngũ vô gián gấp vô lượng lần. Do đây nên biết nếu các Bồ Tát muốn chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thì nên biết rõ về sự thọ ký với danh hiệu hư dối là việc làm vi tế của ma. Lại nữa, thiện hiện có các Bồ Tát tu hạnh viễn ly, nghĩa là ẩn nơi núi rừng đầm trống, đồng hoang vu, ở A Lan Nhã, ngồi yên tịnh tư duy. Bấy giờ ác ma đi đến chỗ Bồ Tát đó, cung kính khen ngợi công đức viễn ly, nói thế này: lành thay đại sĩ, thường tu hạnh chân thật viễn ly như vậy, hạnh viễn ly này, tất cả các đức Như Lai ứng chánh đẳng giác đều khen ngợi trời đế thích vân vân, và các chư thiên, thần tiên cùng nhau bảo vệ, cúng dường, tôn trọng, nên thường ở nơi đây, chớ đi nơi khác. Thiện hiện nên biết ta không khen ngợi các chúng Bồ Tát thường ưa thích tịch tịnh ở A Lan Nhã hoặc ở núi rừng đầm trống, đồng hoang vu, ngồi yên tịnh tư duy, tu hạnh viễn ly. Khi ấy thiện hiện bạch Phật, kính bạch Thế Tôn, các chúng Bồ Tát nên tu tập những hạnh chân thật viễn ly như thế nào mà Phật Thế Tôn nay dạy, ta chẳng khen ngợi các chúng Bồ Tát thường ưa thích tịch tịnh ở A Lan Nhã, núi rừng đồng trống, ngồi yên tịnh tư duy, hạnh viễn ly,